sẽ chiếm sân băng của ngươi. Một 100% sữa tươi, chất lượng chuẩn cao. Nuvi, bé thích, mẹ vui. Đi Thobi. Đi đâu? Đang bàn cách phối hợp đánh trùm boss mà anh Nu. Không tin tưởng nhau thì phối hợp kiểu gì? Đi, họ có cách của họ, mình có cách của mình. Đi mà bà, Nu không nghe ai ngoài chính cậu ấy đâu. Chị Bi, thả em ra. Bà bà, anh Nu, Bi, đợi bà bà với. Làm gì đó? Cầm theo ít hộp sữa phòng thân nè. Bi, không thèm sữa của mấy người nói xấu tụi tôi, xe ra. Bi, nhận đi mà Bi. Sau này không có bò bò, lấy đâu ra sữa để nạp năng lượng chiến đấu với trùm bốt chứ. Nhắc tới là thèm. Không là không, không là không. Mình không được yếu lòng. Dù sao, em cũng rất vui vì được làm bạn với anh Nu. Bò bò sẽ nhớ Bi lắm đó. Cảm ơn Bi. Bò bò vui quá, Bi chịu nhận sữa của bò bò rồi. Hả? Thích mà. Uống ngon miệng nha Bi. Đừng quên bò bò nha. Hết sữa thì lén về tìm bò bò đó. Trong khi đó, tại Dạ Quan Cốc. Ôi, sếp đang làm gì vậy với coi? Im đi, để sếp tập trung. Lập phép. Wow, nó hút năng lượng ánh sáng mặt trời. Ủa, có gì vậy sếp? Nổ! Coi chừng nó nổ rồi sếp. Nằm xuống. Ủa? Viên linh thạch cách 10 km về phía bắc. Mang cái máy vô tìm linh thạch về đây cho ta. Tại nó kêu tê tê trong tiếng tàu bay lúc sắp hủy diệt hồi bữa quá sớm. Có một viên linh thạch trên cao nguyên sông sữa. Ủa, đây là cái nhà bị đĩa bay mình đè sập nè. Chẳng lẽ con nhóc đó là nữ chúa sông sữa? Không thể nào, nữ chúa sông sữa gì mà yếu ớt vậy? Tại chúng ta quá mạnh thôi. Đừng trách ta ăn hiếp con nít. Có trách thì trách con nít mà không biết kính lão đất thọ. Nào, tổng lực tấn công. Tôn lệnh xuất. Bảo vệ ý kiến của mình là tốt, nhưng đôi khi chúng ta cũng cần lắng nghe lời khuyên của người khác nữa nhé. Trùm bốt đã chế ra máy dò linh thạch. Làm sao nhóm bạn Nuvi tìm ra các viên linh thạch trước chúng? Hãy đón xem chương 9 nhé. Ai thích công nghệ hỏi Nu nha. Còn ai thích mạnh mẽ như Nu thì hãy tìm ngay sữa chua uống men sống Nuvi để tăng cường hệ miễn dịch nha.